Chiều ngày 28 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ lập kế hoạch xây dựng vùng huyện Định Hóa đến năm 2045 lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện phòng chuyên môn của Sở Xây dựng tỉnh, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện thực hiện lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Định Hóa đến năm 2045 nhằm hoàn thiện tiêu chí xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, cũng như đảm bảo phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dự thảo đồ án quy hoạch, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Định Hóa với gần 52.000 ha, gồm 23 đơn vị hành chính. Quy mô dân số năm 2020 là 89.991 người. Định hướng phát triển không gian gồm khu vực phát triển hệ thống đô thị, định hướng phát triển khu vực dân cư nông thôn, định hướng phát triển không gian khu vực phát triển dân cư nông thôn, khu chức năng cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện theo quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch chuyên ngành, định hướng phát triển hạ tầng xã hội gồm tổ chức phân bố hệ thống trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, tổ chức phân bố hệ thống trung tâm văn hóa thể dục thể thao, tổ chức phân bố hệ thống giáo dục, đào tạo và y tế, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm về chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, cấp điện, cấp nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông. Đồ án cũng đã xác định được danh mục các công trình, dự án ưu tiên đầu tư về quy mô đầu tư xây dựng, nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn vốn, thời điểm thực hiện. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn cùng Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn đã trao đổi, làm rõ những nội dung trong dự thảo đồ án. Trong đó, việc lập hồ sơ đồ án cần xác định theo mục đích đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, dựa trên chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh liên kết vùng, khai thác có hiệu quả quần thể các di tích lịch sử cách mạng ATK, các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị về cảnh quan thiên nhiên, nhằm phát triển kinh tế du lịch gắn với phát triển nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP, từng bước đẩy mạnh phát triển công nghiệp và đô thị hóa để trở thành động lực thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, phát triển kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường.